mình sẽ thiệu với mọi người về cây bơ bụt ở đây nhá. Đây là những quả bơ bụt từ từ. Chói quá. Chỉ cho căn được ánh sáng cho em. Đó, những quả bơ bụt đây. Rồi. Từ từ để chị chỉnh ánh sáng nào. Được rồi đó, em đếm nhé. To lên. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tôi cho em phải đếm nha. Đếm đây cũng được. 13, 14, đếm từ từ thôi, cần phải đếm nhanh lắm. 16, 17, 18, 19, 20. Ừ, 20 quả. Đây là 20 quả cây bơ bụt. Có những quả bơ bụt đây nhỏ nhỏ thế này đây. Quả nó tròn tròn nhỏ nhỏ vậy á. Đó. Đây là những quả bơ bụt nhá. Nó đã được 2 tháng rồi. Đây là những quả bơ bụt. 4 quả, đây là có 4 quả nhá. Bụt bụt rất tròn này, nó tròn này, nó như nắm tay của mình vậy đó. Đó. Đây là cái cây của nó. Và đây là lá bơ bụt nhá. Đó. Lá bơ bụt đây. Đây là cái lá của cái bơ bụt. Đó. Ừ, cho chị xí. Đó. Những cái lá này, lá của nó là màu xanh. Và nó có cái đường gân như thế này đây. Sáu thì mặt sáu thì nó sẽ bạc hơn. Đó. Và cây bơ bụt này á, thì nó có rất nhiều trái và nó sai trái nhá. Đây là một cây bơ ghép. Và nó ra thì quả cũng đồng đều. Quả lớn quả to, quả lớn quả bé nhá. Đó. Rồi. Bye bye.